Thưa quý vị, hạn hán xâm nhập mặn khắc nghiệt còn là câu chuyện chung của những địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt tại Sóc Trăng, vụ lúa hè thu năm 2024, tuy mới đã bắt đầu sản xuất nhưng trước diễn biến tình hình khô hạn, một số địa phương vùng thiếu nước ngọt sản xuất, tỉnh đã quyết định tạm ngưng gieo xạ và chờ mưa đều trên diện rộng mới bắt đầu xạ hạt giống. Tại cánh đồng lúa của xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, với diện tích trên 100 hectare, thời điểm này năm ngoái, nông dân đã gieo xạ vụ lúa hè thu được hơn 10 ngày, Tuy nhiên năm nay, do tình hình hạn hán, thiếu nước sản xuất, ngành nông nghiệp đã vận động bà con nông dân lùi thời gian gieo xạ và chờ mưa đều, xâm nhập mặn giảm xuống mới bắt đầu sản xuất. Quyện cũng có đo báo cái độ nước mặn ở trong khu vực mình nó nhiễm mặn do nắng hạn lâu quá. Đó thì mình bị nhiễm mặn ở trong mình ra từ tôi chưa dám xuống giống, chưa dám bơm lên để làm đất xuống giống. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, tỉnh Sóc Trăng gieo xạ 139.360 ha, đến nay mới chỉ xuống giống trên 35.000 ha, chủ yếu ở các vùng đất trũng chủ động được nguồn nước. Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương đã lùi lịch xuống giống để đảm bảo an toàn. Đối với những cái vùng mà không đảm bảo nguồn nước thì chúng tôi khuyến cáo bà con chậm cái xuống giống so với cái lịch thời vụ khoảng từ 20 đến 30 ngày. Tỉnh Sóc Trăng những ngày qua tuy xuất hiện một số cơn mưa trái mùa nhưng lượng nước không lớn, Hiện một số tuyến kênh rạch ở một số khu vực trên địa bàn, độ mặn vẫn duy trì từ 2 đến 3 phần ngàn. Người dân cần tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của ngành chức năng làm giảm thiểu tác động tiêu cực đến vụ lúa hè thu năm nay. Thưa quý vị, vừa qua tại địa bàn xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ cháy rừng tại tiểu khu 59, khu vực kênh Đông thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Hiện đám cháy đã được khống chế ước tính thiệt hại khoảng 60 ha rừng phòng hộ và 45 ha mía của nông dân. Nắng nóng kéo dài, nhiều người dân sử dụng lửa bất cẩn là những nguyên nhân khiến cho từ đầu năm đến nay, cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương như là Hà Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, Đắk Nông. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, các bộ ngành địa phương đã tích cực chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó vào khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn nhận được tin báo của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa đề nghị phối hợp chữa cháy rừng tại tiểu khu nói trên ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn đã huy động hàng trăm người bao gồm các lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương, dân quân và người dân trên địa bàn cùng phối hợp dập lửa. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kéo dài, lửa cháy mạnh, đám cháy đã lan sang phần diện tích trồng mía và keo của người dân tại thôn 5, xã Ninh Sơn. Theo ước tính, diện tích mía bị cháy có khoảng 45 ha là mía lưu gốc vừa được người dân thu hoạch và hai xào mía giống. Diện tích rừng keo trồng từ 2 đến 4 tuổi của người dân bị cháy khoảng 15 ha, chưa bao gồm diện tích rừng thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, lực lượng quản lý bảo vệ rừng cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ở rừng, ở rừng thiếu đất, ở đầu nguồn thiếu nước, đây là câu chuyện tưởng như là phi lý nhưng lại đang hiện hữu tại xã vùng cao Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái, nơi có rừng đầu nguồn. Thiếu nước dẫn đến cái việc sinh hoạt khó khăn của người dân cũng như là nhiều diện tích lúa ngô có nguy cơ bị mất mùa. Nhà ông Thảo Nhà Báo ở Bản Sán Nhu có 11 nhân khẩu nhưng đã nhiều tháng nay rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông cùng ba gia đình khác kéo từ trên đỉnh núi cách nhà trên 3 cây số về để sử dụng. Tuy nhiên hai năm nay, cứ vào thời điểm từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau lại xảy ra tình trạng thiếu nước. Do đầu nguồn cạn nên nước chảy về nhỏ giọt, chỉ đủ dùng để nấu ăn. Còn nước sử dụng cho việc tắm giặt sử dụng rất hạn chế. Đã hai năm nay thời tiết hạn hán, không có nước sinh hoạt và sản xuất các cháu học sinh cũng thiếu nước nên rất khó khăn. Thiếu nước như vậy phải sử dụng tiết kiệm, không lãng phí được thì mới có nước để mà sinh hoạt. Mình rất mong muốn nhà nước quan tâm, đầu tư cho các công trình để người dân có nước dùng còn đối với ông sùng a sấu ở bản xá nhù có lẽ chưa bao giờ ông sấu lại nghĩ mình ở gần rừng đầu nguồn mà gia đình ông lại rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt đã nhiều ngày nay ông sấu phải mang can đi lấy nước sinh hoạt và cho trâu bỏ uống vì thiếu nước nhiều hộ dân còn phải đầu tư hàng chục triệu đồng để mua ống dẫn nước về dùng nhưng cũng thỉnh thoảng mất nước Năm tháng nay, bản không có mưa, nên bây giờ người dân trong bản không có nước để dùng. Rất là khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Mình mong nhà nước đầu tư xây dựng công trình cấp nước, công trình thủy lợi để người dân mình có nước sinh hoạt và sản xuất, đỡ vất vả hơn. Qua giả soát, diện tích 106 hecta lúa đông xuân của xã Tà Si Lang thì có đến gần chục hecta rơi vào tình trạng thiếu nước. Nhiều diện tích ruộng đã khô cạn nứt nẻ, trong đó có đến 6 hecta đang có nguy cơ mất trắng. Bên cạnh đó, với 350 ha ngô đã được người dân trồng, nhiều diện tích do thiếu nước cây ngô bắt đầu cháy lá và có nguy cơ chết nếu như không có mưa. Vệ xã cũng đã ban hành cái công văn để cũng như là tổ chức họp thôn để chỉ đạo các cái hộ mà bị thiếu nước đấy sẽ chuyển đổi cái cấu cây trồng từ cái lúa nước sang trồng ngô. Thì tuy nhiên thì cho đến thời điểm bây giờ thì do cái điều kiện thời tiết từ đầu năm à cuối năm ngoái 2023 cho đến thời điểm bây giờ thì cũng trên địa bàn xã cũng chưa có trận mưa nào là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân trong xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Do vậy để sản xuất dứt điểm tình trạng thiếu nước, thì những mong muốn đầu tư công trình cấp nước sạch, công trình thủy lợi và có những giải pháp hạn chế tình trạng thiếu nước là chính đáng. Có như vậy, cuộc sống người dân nơi đây sẽ vơi bớt đi những khó khăn. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động từ 25 cho đến 31 độ C. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Dự báo chỉ số tia cực tím UV ngày hôm nay. Chỉ số UV tại các quận, huyện trên thành phố Hà Nội được dự báo sẽ ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình. Bên cạnh đó, thì cơ quan khí tượng cũng cho biết thời tiết tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác và cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động từ 22 cho đến 32 độ C và có nơi trên 32 độ C. Đối với phía đông bắc bộ có nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 23 cho đến 31 độ C, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại phía Bắc thì nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió nhẹ và nhiệt độ sẽ giao động từ 24 đến 33 độ và có nơi trên 33 độ C. Xuôi xuống Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết có mây, ngày nắng, phía nam có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3 và nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ C và có nơi 3 trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ cùng chung hình thái thời tiết như khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và vài nơi, vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 36 độ và có nơi trên 36 độ. Thưa quý vị, cua biển là một trong những đối tượng nuôi thủy sản có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Những năm gần đây, các mô hình nuôi cua rất phát triển nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường do là tỷ lệ mắc bệnh và chết cao. Bệnh thùng vỏ là một trong những bệnh hay gặp trên cua nuôi. Ban đầu thì cua nuôi nhiễm bệnh sẽ xuất hiện những đốm màu hơi trắng trên phần bụng, giáp đầu ngực và dần chuyển thành các tổn thương red có màu nâu đen và có thể nhìn thấy là vỏ này, màng và các lớp cơ bên trong bệnh thùng vỏ hiếm khi thấy gây chết cua nhưng mà nếu vỏ bị bào mòn và đục thùng trên diện rộng thì có thể tạo điều kiện cho các vi khuẩn thứ cấp cũng như là ký sinh trùng xâm nhiễm và gây bệnh. để phòng trị bệnh thùng vỏ trên cua nuôi bà con cần lưu ý như sau: trước tiên về phòng bệnh cần tránh gây sốc xây sát cua cho ăn hợp lý và tránh gây ô nhiễm môi trường nước. Ngoài ra cần duy trì chất lượng nước tốt và có độ dày lớp bùn đáy thích hợp cung cấp một lớp đất cát dày và thích hợp với cua có thể đào được, tác dụng làm giảm đi stress cho các cua và làm giảm các chất bẩn bám trên cơ thể cua. Định kỳ thông qua các quá trình thay nước hoặc là bắt mẫu, tiến hành trà và quét rửa phần lưng cho cua bằng bông gòn và nhúng trong dung dịch iốt để nhằm ngăn chặn chất dơ bám trong suốt quá trình nuôi và lưu giữ được nhằm hạn chế việc phát triển của nguyên sinh động vật là nơi cư trú của vi khuẩn phân giải kitin. Về trị bệnh thì cần sử dụng chlorine 2 ppm và cho cô ăn thức ăn có trộn thuốc là sulfonamide 0,1 cho đến 0,2% hoặc là 0,05 cho đến là 0,01% tetracycline tiếp tục trong 5 cho đến 7 ngày liên tục. Phun thuốc trong ao với liều lượng là từ 2,5 cho đến 3 ppm teramicin một lần mỗi ngày liên tục trong 5 cho đến 7 ngày. Và như thường lệ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.